Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với chuyên mục RTK Radio, một chuyên mục mới của RTK Media lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần. Ở tập trước, chúng ta đã đi hết chương 1 của Kamen Rider Ryuki, War of If. Tóm tắt lại sự kiện trong chương 1, sau khi bị Ultra Survive hạ gục, Shinji hòa nhập thân xác với bản thể trong thế giới gương và trở thành Kamen Rider Ryuga. Anh đã lấy mạng toàn bộ 12 Alternative và cả Kamen Rider Tiger, nhưng vì bảo vệ cho Jui, Shinji đã mất mạng. Liệu những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến Rider tàn khốc? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong tập này nhé! Kamen Rider Ryuki, War of If, biến thân 2, Jui Alternative, người dịch Kami. Con tim Jui đau nhói khi chứng kiến Shinji ra đi. Anh có vài lý do để không căm ghét Kitaoka. Mặc dù tay luật sư đó đã từng gài bẫy anh, nhưng sự quan tâm của anh xuất phát từ việc cả hai cùng là Rider. Anh căm ghét lý tưởng của Rider World và muốn cứu hết những người anh có thể cứu. Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi khi anh phải chịu khổ như thế này. Việc này khiến Jui nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Ren, cô la lên, giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Trước đó, cô đã cố cảnh báo anh ta dừng lại vì Shinji còn ở đó. Nhưng giờ cô phải nói ra hết suy nghĩ của mình. Phải có lý do khiến anh nói những lời nói đó với Shinji-kun. Anh ấy chỉ muốn ngăn chặn cuộc chiến. Nếu không thể đối mặt với thực tế thì cậu ta đừng bao giờ trở thành Rider, Ren nói bằng vẻ lạnh lùng. Cậu ta đã quá mềm yếu. Rồi cuối cùng điều đó sẽ giết chết cậu ta thôi. Ren, cô lại la lên. Nhưng rõ ràng Ren không hề nghe. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Dì của cô đã ra ngoài và mong là tiệm trà có thể mở cửa đúng giờ, nên cô phải làm việc cùng Ren trong sự im lặng giận dữ. Cô xoay tấm bảng mở cửa trước tiệm lại thì lúc đó điện thoại của Ren reo lên. Lập tức cô sững người rồi từ từ quay lại. Chỉ có hai người có khả năng gọi cho anh ta thôi, là Shinji hoặc bác sĩ. Alo, Ren trả lời và Jui biết đó là điện thoại từ bệnh viện. Nếu đó là Shinji thì chắc chắn anh ta sẽ nói những lời mỉa mai rồi. Có một sự căng thẳng kéo dài tới lúc Ren nghe máy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sớm đến đó. Rồi anh ta cúp máy. Là về Erisan à? Cô hỏi một cách cẩn thận. Tôi phải đi đây, anh ta nói thay vì trả lời câu hỏi. Jui gật đầu rồi mở cửa cho anh ta. Nhưng có một cánh tay từ cửa sổ thò ra tóm lấy cô. Cô la lên và cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng monster đó quá khỏe. Cô chỉ kịp nghe Ren hét gọi tên mình trước khi bị kéo vào Mirror World. Đó là Psycho Rock, một trong những monster của đám Alternative. Biết được nguy hiểm mà cô phải đối mặt, Jui cố vùng vẫy hết sức có thể để thoát ra nhưng vô ích. Alternative nhảy xuống từ một tòa nhà gần đó rồi lao đến chỗ cô với thanh kiếm trên tay. Nakamura-san, làm ơn dừng lại đi, cô thở hổn hển. Lời cầu xin của cô là vô ích. Alternative liên tục lao đến, nhưng rồi có một tiếng hét quen thuộc vang lên. Một Kamen Rider khác nhảy qua đầu con monster. Ren, Jui khóc lóc. Alternative đưa kiếm lên đỡ, nhưng đòn tấn công bất ngờ của Ren bằng Dark Visor đã làm cho Alternative quỵ xuống đất. Sau đó anh ta quay lại Psycho Rock, đá cho nó một cú thật mạnh để Jui có thể thoát ra. Chạy đi, anh ta la lên. Jui biết tốt hơn là không nên cãi lại Ren trong tình huống này. Tin rằng anh ta sẽ có thể hạ được Nakamura, cô cố hết sức chạy xa khỏi cuộc chiến nhất có thể. Cô không lo lắng cho anh ta hay việc làm sao để về nhà. Điều quan trọng bây giờ là cô phải sống. Một tiếng gầm gừ đe dọa khiến cô phải dừng lại. Cô nhìn xung quanh lo sợ sẽ có một cuộc tấn công khác ập đến. Không lâu sau, Death Rider nhảy ra từ bên hông và cô phải lộn người để tránh một móng vuốt sắc nhọn của nó. May mắn là cô chỉ bị một vết cắt trên vai. Kanzaki Yui, một giọng nói vọng từ phía sau Death Rider. Con monster vẫn đứng đó trong khi Tiger từ từ tiến đến. Hắn điềm tĩnh, cầm trên tay Visor hình dạng như chiếc rìu của mình và Jui có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn phía sau lớp mặt nạ hiện giờ trông như thế nào. Xin lỗi vì phải làm điều này, nhưng cô buộc phải hy sinh để tôi có thể trở thành người hùng. Chỉ với một lá bài, Tiger đã thay thế chiếc rìu trên tay của mình bằng một bộ móng vuốt còn nguy hiểm hơn. Không, làm ơn đi, Jui gào khóc. Trong tư thế chuẩn bị tấn công, Tiger nói tiếp. Nhưng nếu cô dũng cảm đón nhận lấy điều này thì cô cũng là một người hùng. Không còn lựa chọn nào khác, Jui một lần nữa bỏ chạy. Nhưng Tiger còn khó thoát hơn cả Alternative. Cô không thể nào thoát khỏi hắn, do sức mạnh Rider đã cho hắn nhiều sức lực hơn. Và cô phải cúi người để tránh bộ móng vuốt của hắn mỗi khi hắn cào đến. Tệ hơn là Death Rider cũng đuổi theo. Nó xé toang cả tòa nhà để chặn đường thoát thân của cô. Quay mặt về phía Death Rider, Jui bị dồn vào chân tường, không lối thoát. Một bên là Monster, còn bên kia là Rider. Trong tuyệt vọng, cô cố câu cho mình nhiều thời gian hơn. Tại sao anh lại làm như vậy? Giết cô sẽ có thể ngăn Kanzaki Shiro,
Tiger trả lời: "Việc này sẽ phong ấn Mirror World và kết thúc Rider World cũng như cuộc tấn công vào thế giới thật. Bọn tôi sẽ trở thành những người hùng." Đầu óc Drew quay cuồng sau khi nghe những lời nói đó. Không thể nào, làm sao cô có thể chết chỉ vì việc đó? Đó là lý do vì sao anh trai cô luôn muốn cô tránh xa mọi thứ, là lý do Ren và Shinji luôn giữ bí mật về những lần chạm trán Alternative và Tiger. Không, cô phủ nhận, đó không thể là sự thật. Anh hai cô đang cố làm gì thế này? Tiger hạ bộ móng vuốt xuống và chuẩn bị ra tay. Drew sợ hãi nhắm mắt lại, đón chờ kết thúc đến. Nhưng tiếng gầm của một con rồng vang lên và cô mở mắt ra đầy hy vọng. Shinji-kun! Một ngọn lửa màu đen rội xuống giữa cô và hai kẻ kia làm chúng phải lùi lại. Ngay lập tức, Drew biết mình đã nhầm. Ngọn lửa của Dark Rider không hề có màu này. Cô liếc nhìn qua thấy một con rồng màu đen đang bao quanh cô. Rõ ràng là nó muốn bảo vệ cho cô. Anh hai đã cử người đến đây à? Một ngọn lửa khác rội xuống giữ cho Tiger và Death Rider tránh xa cô. Tin tưởng vào con rồng màu đen, Drew bắt đầu chạy. Những ngọn lửa ngày càng rội xuống nhiều hơn, tạo ra một bức tường lửa màu đen mở đường bảo vệ cho cô. Cuối cùng, cô đã chạy thoát đến một công viên, thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi, cảm ơn vì đã bảo vệ ta. Cô nhìn lên con rồng màu đen. Con rồng gầm lên rồi bay đi mất, như thể nó không còn cần thiết ở đây nữa. Và một lần nữa, Drew tự hỏi không biết có phải anh hai của cô đã cử nó đến đây hay không. Hầu hết bọn monster tấn công con người nhiều hơn là bảo vệ cho họ. Ngay cả khi đã lập giao kèo thì cũng không có gì đảm bảo là chúng sẽ không nổi loạn. Cô biết vì Shinji và Ren đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát Dark Rider và Darkwing. Người duy nhất biết cách điều khiển bọn monster là anh trai của cô. Xin hãy cho em biết đi anh hai, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại tạo ra Rider World? Drew cầu xin. Cô chờ đợi, hy vọng Kanzaki sẽ xuất hiện trả lời cô. Nhưng không, cô bị bỏ lại một mình trong sự tĩnh lặng. Cô thở dài, ngồi xuống chờ Ren tìm đến thì một tên Alternative khác nhảy xuống từ trên cây. Bắt được cô rồi! Tên Alternative mới nhanh chóng đưa cô đến trường đại học Semein. Ngay từ lúc nhìn thấy cổng trường, cô biết ngay họ sẽ đến phòng 401, phòng nghiên cứu của anh trai cô và giờ là căn cứ của Kagawa. Kagawa đang ở trong đó dưới bộ dạng Alternative Zero, đứng giữa vòng tròn tạo bởi những Alternative khác. Bộ giáp của họ hầu như giống hệt nhau với màu đen chủ đạo, nhưng Drew nhìn càng kỹ, cô càng thấy sự khác biệt ở các điểm nhấn. Màu đồng ở tên đang bắt giữ cô, màu lục tối ở những tên khác, màu xanh da trời, vàng, tím nhạt, đỏ sẫm, trắng, xanh, cam, vàng nhạt và thậm chí là màu hồng. Có đến 11 tên Alternative khác ngoài Kagawa và Nakamura. 13 Alternative đối chọi lại với 13 Rider. Sao lại mang cô ta đến đây? Lẽ ra cậu phải giết cô ta luôn chứ? Alternative phàn nàn. Tên bắt giữ Drew do dự với giọng nói của một cậu thanh niên. Tôi nghĩ đây là việc làm đúng, rằng mọi người nên có cơ hội. Đủ rồi. Alternative Zero đặt tay lên vai Alternative. Làm tốt lắm số 2, cậu thật chu đáo khi cân nhắc đến chuyện đó. Cảm ơn giáo sư, tên Alternative số 2 nói. Drew sợ hãi nhìn xung quanh. Tên Alternative số 2 có giọng nói có vẻ trẻ hơn so với cô rất nhiều. Nhất định không phải kiểu người mà cô nghĩ sẽ tham gia vào những chuyện như thế này. Gì thế này? Cô không được phép đặt câu hỏi ở đây. Tên Alternative hét lớn, sẵn sàng động thủ với Drew. Nhưng Zero đã đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Không cần phải như vậy đâu. Zero làm cho tên Alternative kia bình tĩnh lại. Chúng ta có đủ lịch sự để trả lời câu hỏi của cô ấy mà. Cô ấy nên biết sự tồn tại của mình đã mang đến những điều gì. Giữa nỗi sợ và sự bối rối, có một chút hồi hộp trong Drew. Thật mỉa mai khi mà những người sẽ nói cho cô những điều cô muốn biết lại là những người muốn giết chết cô, không phải những người muốn bảo vệ cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai chịu cho tôi biết chuyện gì cả. Bạn bè cũng không, cả anh trai cũng không. Những người này là ai và ông muốn gì? Cô hỏi. Zero bước đi từ tốn như một người thầy giáo đang giảng bài tập trên lớp. 13 năm trước, một tai nạn đã ập đến gia đình cô và thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Tôi nói có đúng không? Đúng, đó là khi ba mẹ tôi mất. Không lâu sau đó, tôi và anh trai mình bị chia cắt. Từ đó tôi hiếm khi gặp anh ấy. Tôi không biết. Drew thừa nhận. Ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Zero ngắt lời, mặc cho những lời cầu xin của cô. Nó không chỉ xảy ra với ba mẹ cô, mà nó còn xảy ra với cô nữa. Cho tôi biết đi, cô đã ở trong Mirror World này được bao lâu kể từ khi Psycho Rock kéo cô vào rồi? Câu hỏi đó đã đánh mạnh vào tâm lý Drew như một hòn đá rơi xuống hồ. Nhận thức của cô bắt đầu lung lay, nhiều câu hỏi khác được lan ra trong đầu như những ngợn sóng. Cô không biết đã được bao lâu rồi, nhưng chắc chắn đủ lâu để cô tan biến. Chỉ có bộ giáp Rider và bộ giáp Alternative là thứ cho phép họ tồn tại lâu hơn trong Mirror World. Dù vậy thì cũng có giới hạn. Drew nhìn vào bàn tay mình, tự hỏi làm sao cô vẫn bình thường như khi đang ở thế giới thật. Làm thế nào? Cô tự hỏi. Cô đã chết vào 13 năm về trước. Zero trả lời một cách đơn giản. Câu trả lời đó đã giải thích hết mọi thứ. Bằng cách nào đó, cô đã nhận được năng lượng sống từ phiên bản của cô trong Mirror World, giúp cho cô tồn tại đến bây giờ. Tạm thời, chúng ta sẽ dừng câu chuyện lại tại đây.
Những diễn biến tiếp theo ra sao, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn trong tập 4 nhé. Nếu các bạn yêu thích chuyên mục này, hãy like và share nó để nhiều người biết tới các sản phẩm của nhóm hơn nhé. Hãy để lại bình luận của mình về câu chuyện này ở bên dưới phần comment. Đừng quên subscribe cho kênh và click vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Thêm nữa, mình cũng xin thông báo lại, hiện tại fanpage chính thức của RTK Media đã được thành lập. Các bạn hãy like page nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker! Tôi và cậu chỉ có thể chiến đấu.